Milinkovic-Savic, một trong những thủ môn rất tài năng của đội tuyển Serbia. Ở mùa giải hiện tại thì anh có chỉ số GK là 64, mức lương thấp nhất năm, chiều cao cực kỳ ấn tượng 2m02, cân nặng 92 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 3 và phải 5. Ngôn này sinh năm 97 và năm nay anh mới bước sang độ tuổi 22. Ở vị trí GK ta sẽ thấy được Savic nổi bật ở khả năng phản xạ và khả năng phát bóng. Ngoài ra các bộ chỉ số như đổ người, bắt bóng, chọn vị trí và phản ứng đều rất tốt. Hiện tại thì Savic đang thi đấu cho câu lạc bộ Ascoli. Và đây là một thủ môn mà đang được đánh giá là rất triển vọng của bóng đá thế giới. Anh đang là mục tiêu chuyển nhượng rất nhiều các đại gia bóng đá thế giới tiếng như Real Madrid, Barcelona, câu lạc bộ Man City. Tương lai thì chắn Savic sẽ là trong những thành xuất sắc nhất thế giới. Theo đánh giá của FIFA thì Savic đang là top 10 thủ môn trẻ tài năng triển vọng nhất của thể bóng đá thế giới. Tại thì sau khi đã trải nghiệm Savic ở một số những trận đấu xếp hạng, tôi đã đưa anh ngay vào đội hình chính của mình. Sự là đầu tiên mà ấn tượng nhất của Savic chính là chiều cao. Khi đứng trong khung thành, anh như một gã khổng lồ. Và những tình huống bóng bổng thì Savic thực hiện rất tốt. Rồi là một tình huống đâm bóng rất hay của Savic, nhưng rất tiếc là bóng đã bật ra và tiền đạo của đội bạn đã có cơ hội ghi bàn. Bạn thấy một thể rất là cao, một chiếc đầu trọc đặc trưng Savic. Khả năng phát bóng của Savic là tương đối tốt, bóng đi cao, xa và chính xác. Chiều cao của Savic thậm chí còn ấn tượng hơn cả Donnarumma lẫn Thibaut Courtois. Môn được xem là có chiều cao cực kỳ lý tưởng ở vị trí môn. Có lẽ là anh đang là thủ môn trẻ cao nhất thế giới. Với sải tay dài và rộng của mình, Savic có thể biến những đường bóng bổng trở nên dễ dàng hơn đối với các huấn luyện viên. Chắc anh sẽ là một sự lựa chọn rất an toàn cho khung cổ. Đặc biệt ở mức lương tương đối thấp là 5 thôi. Và một đảm bảo an toàn chắc chắn trong khung thành thì Savic là một sự lựa chọn theo tôi đánh giá phải là số 1 ở thời điểm hiện tại trong in game này. Ngoài ra trải nghiệm Savic một số trận đấu thì khả năng bắt bóng của anh là rất tốt, bắt dính bóng, và thủ môn này thường là ôm gọn quả bóng vào trong lòng bàn tay của mình. Tình huống khó thì Savic thường có đâm bóng ra ngoài. Đâm bóng của Savic thì bóng thường không văng xa. Thế nếu như chúng ta không tổ chức một hàng kín kẽ thì rất dễ bị đạo đối phương bồi đá bồi vào với tình huống vừa rồi.
Năng phản xạ và đỗ người của Savick là chấp nhận được, không quá nhanh bởi vì anh sử dụng, bạn thấy những tình bóng xà bỗng rất thành công, bay lượn như chim vậy, thể hình quá đẹp. Khả năng chống bóng sệt của Savic là ở mức trung bình, sở hữu một chiều cao đồ sộ như vậy thì khả năng giữ thăng bằng và trọng tâm sẽ không thật sự là tốt. Thế khả năng đổ người của Savic là không quá nhanh, thường những tình huống sút như vậy thì hầu như các thủ môn đều bó tay. Ngoài khả năng chống bóng bỗng tốt, khả năng đổ người đấm bóng phản xạ, khả năng sử dụng chân của Savic cũng rất tốt. Thể nói Serbi đang sở hữu một viên ngọc kim cương ổn với Savic. Khả năng chuyền bóng bằng hai chân của Savic là tương đối tốt. Dụng những hồn có mức lương thấp giúp cho quỹ lương của bạn dành cho một hàng công chất lượng, siêu sao hàng đầu. Đó có thể là những huyền thoại, Totti, hay là những siêu sao của góc hot. Tết. Không chín tốt của Ramos Totti mình đánh bại cả thủ bát của tòa. Tại thì việc các huấn luyện viên săn được Savic trên thị trường chuyển nhượng là một điều vô cùng hiếm. Và những huấn luyện viên sở hữu này thì rất là may mắn. Cao rất ấn tượng. Năm nay mới 22 tuổi, Savic đang còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Và trong tương lai không xa, chắc chắn anh sẽ là một trong những môn hay nhất của thế giới.
tiệc tinh giảm những ký hậu vệ biên hoặc là tiền vệ phòng ngự, giúp cho chúng ta có một quỹ rất tốt để nâng cấp hàng công của mình. Tôi đã sử dụng icon cần thiết bổ sung sức mạnh tấn công cho hình của mình. Tuy nhiên, khi sử dụng những cầu thủ có mức lương thấp thì ta vẫn phải đảm bảo được rằng là cầu thủ đấy hiện chức năng tròn vai của mình, ta vẫn đảm bảo được sự an toàn trong khung gỗ của các bạn. Và Savic là một sự chọn rất số 1 trụ ngột. Và theo quan điểm cá nhân của tôi, thật sự ấn tượng của thủ môn này. Chắc chắn của Savic sẽ tạo động lực cho hàng công thi đấu thăng hoa hơn. Các bạn thấy tôi đã lội ngược dòng trong khi mà hàng thủ và hàng tiền vệ là điểm tựa vững chắc cho hàng tiền đạo. Chấm điểm cho Savic ở vị trí thủ môn, tôi cho anh một tuyệt đối 10 trên 10. Có thể nói đây là thủ môn số 1 trong in game mà các bạn nên có trong đội hình. Như một tòa tháp sừng sững và khiến cho tiền đạo của đối phương cũng phải e dè.